Nếu trong vòng tuần này và trong tuần sau Bitcoin không tuột khỏi mốc 40.000 thì đó sẽ vẫn là cơ hội chúng ta mua vào. Tại thời điểm mà mình làm video này thì các đồng tiền số trong ngày hôm nay 19 tháng 5 đã đồng loạt giảm mạnh sau khi Trung Quốc nhắc lại các lệnh cấm các định chế tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan tới tiền kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên trong vòng 14 tuần trở lại đây Bitcoin xuống dưới mốc 40.000. Theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap, vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 5 thì Bitcoin đã giảm hơn 9% chỉ trong vòng 24 giờ xuống mốc 40.770. Tương tự, Ethereum rớt 7,52%, Binance Coin rớt 10%, Cardano giảm 10% và Dogecoin giảm 11,68%. Shiba Coin, một trong những cái đồng coin về động vật cũng khá là hot thời điểm hiện tại, cũng đã giảm 13,4%. Như vậy, chúng ta sẽ thấy là chỉ trong vòng một tuần giá Bitcoin đã bốc hơi đến 30%, còn nếu so với giá cao nhất là 64.000 vào giữa tháng 4 vừa qua, chỉ sau một tháng giá Bitcoin đã giảm hơn 55%. Tương tự, sau một tuần, Ethereum đã giảm 28%, Binance Coin đã giảm 33%. Hay những cái đồng coin khác, những cái đồng coin ví dụ như động vật như Shiba đã mất đến 50% cho những cái người đã mua trong vòng một tuần vừa qua. Tin mà chúng ta đặc biệt quan tâm vào ngày hôm nay đó là gì? Trung Quốc vừa thông báo cấm các định chế tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền số và đồng thời cảnh báo nhà đầu tư không nên đầu cơ tiền số. Và đây là một cái tin ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường tiền kỹ thuật số. Và đối với chính phủ Trung Quốc thì đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm siết chặt gọng kìm quản lý thị trường giao dịch tiền số với số vốn đang rất là sôi động. Theo lệnh cấm này, các định chế như ngân hàng và các kênh thanh toán online không được phép cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào liên quan tới tiền số, ví dụ như đăng ký, giao dịch và thanh toán. Và theo cái nhận định trong một cái thông báo chung của ba cơ quan quản lý là Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, thì gần đây giá tiền số đã tăng vọt và cũng lao dốc rất nhanh và hoạt động đầu cơ tiền số đang trở lại đe dọa nghiêm trọng tới tài sản của người dân và phá vỡ trật tự tài chính và kinh tế thông thường. Đến thời điểm hiện tại thì Trung Quốc vẫn cấm cửa các sàn giao dịch về tiền số và hoạt động ICO, tuy nhiên từ trước đến nay vẫn chưa cấm các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ tiền số. Theo quy định mới, các định chế tài chính không được cung cấp dịch vụ tiết kiệm, tín thác hoặc cầm cố tiền số cũng như phát hành các sản phẩm liên quan đến tiền số. Thông báo cũng nhấn mạnh những rủi ro từ việc giao dịch tiền số, khẳng định các đồng tiền số không được hỗ trợ bởi giá trị thực, giá trị của chúng dễ dàng bị thao túng và các hợp đồng giao dịch tiền số cũng không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra quyết định chống lại tiền số. Vào năm 2017, Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền số nội địa, mặc dù lúc đó thị trường Trung Quốc chiếm tới 90% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin trên toàn cầu. Thì các cái thông tin chấn động từ Trung Quốc ngay lập tức ảnh hưởng và khiến cho thị trường tiền số rớt giá rất là nhanh. Và ngoài ra, trong tuần qua cũng có những thông tin khác liên quan khiến thị trường leo dốc, đó là CEO Elon Musk của Tesla tuyên bố là Tesla đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, lấy lý do là những lo ngại về vấn đề môi trường xung quanh quá trình đảo tiền số. Những bình luận của Musk đã khiến hơn 300 tỷ đô vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường tiền số chỉ trong ngày hôm đó. Thông báo ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin đã được Tesla đưa ra chỉ 3 tháng sau khi công ty tiết lộ đã mua số Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD và đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. Tuy nhiên, cho đến đầu tuần này, Musk lại lên tiếng phân trần rằng Tesla chưa bán ra bất kỳ đồng tiền Bitcoin nào. Dẫu vậy, kể từ đầu năm đến nay, Bitcoin vẫn tăng giá tổng cộng hơn 40% và đã tăng 320% chỉ trong vòng 12 tháng vừa qua, so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại 62.829 lập từ giữa tháng 4, giá đã giảm khoảng 40%. Và chúng ta sẽ cùng vào phân tích kỹ thuật để chúng ta biết được là diễn biến của thị trường và chúng ta sẽ nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Trước khi tiếp tục video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người là hiện ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều kênh mọi người có thể học tập và liên hệ với mình. Thứ nhất là qua Telegram ở nhóm Private như mọi người thấy ở trên màn hình. Ở trong này mình sẽ gửi cho mọi người tất cả những cái thông tin cập nhật nhất về thị trường, bao gồm những cái tín hiệu mọi người thể tham khảo, những cái tin tức về thị trường, những cái bài học, những kinh nghiệm của mình và những cái tình huống mà mình sẽ giúp cho mọi người xử lý khi cái tài khoản mọi người bị thua lỗ. Và nên nhớ đây sẽ là nhóm miễn phí và không phải tốn bất cứ một cái chi phí nào để tham gia cả. Và cách tham gia rất là đơn giản, mọi người có thể vào bất cứ một cái video nào của Emforex ở trên YouTube và mọi người sẽ vào phần mô tả ở dưới cái video đó. Và tiếp theo mọi người sẽ bấm vào phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới và thực hiện theo những cái bước ở dưới đây. Và các bạn thư ký sẽ add mọi người vào nhóm. Và chúng ta sẽ vào cái phần chính của video chúng ta ngay sau đây. Vậy thì như mọi người thấy, đây là giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Và trên cái đà tăng điểm của nó từ tháng 9 năm ngoái đến thời điểm hiện tại là Bitcoin tăng đến 481%. Và mọi người thấy ở đây giá nó sẽ phản ứng với mốc 40.000 là cái mốc mà một cái vùng hỗ trợ được tạo ra bởi biểu MA, cũng như là một cái vùng hỗ trợ được tạo ra bởi cái đỉnh của nó ở trong thời gian gần đây.
Và nếu ở thời điểm hiện tại giá giữ được quanh cái mốc 40.000 này thì chúng ta sẽ thấy được đây sẽ là một cái nhịp điều chỉnh cho một cái chu kỳ tăng dài hạn của Bitcoin. Và khi mà Bitcoin từ cái mốc giá 40.000 phục hồi lên mốc giá 52.000 cũng như lên được mốc giá 56.000 thì sẽ cho chúng ta thấy được đây sẽ là một cái sự điều chỉnh, mà nó là một cái sự điều chỉnh cần thiết trong toàn bộ cái chu kỳ tăng giá của Bitcoin. Nếu chúng ta đã thấy được là Bitcoin đã tăng liên tục từ mốc giá là 20.000, thậm chí là 15-16.000 lên đến mốc 60.000, tức là nó sẽ tăng vào khoảng 50.000 đô cho một đồng Bitcoin. Vậy thì cái mốc giảm từ 64.000 về mốc 40.000, tức là mất đi khoảng 20.000 đến 25.000, chỉ là một con số bình thường cho với cả một cái chu kỳ giảm, cho so với cả một cái chu kỳ tăng rất là mạnh của nó. Vậy thì trong bất cứ một cái sóng tăng nào, nó sẽ có một cái sóng điều chỉnh, và nó chỉ cần duy trì được cái sóng điều chỉnh này thì cái nhịp tăng sẽ vẫn còn. Và nếu chúng ta cũng sử dụng Kepler để chúng ta đánh giá lại với Bitcoin thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Đây sẽ là cái đồ thị của Bitcoin là chúng ta sử dụng Kepler. Đến thời điểm hiện tại thì giá đã vượt qua ra khỏi cái cạnh dưới của đường Kepler và đã đóng dưới cái giải MA200 ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được là đối với Kepler chúng ta sẽ đưa ra một câu chuyện khác, đó là gì? Là giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm rồi và trong tương lai nó sẽ giảm thêm. Vậy thì hai cái trường phái phân tích và hai cái chỉ báo nó sẽ đưa ra hai cái nhận định khác nhau. Vậy thì chúng ta nên làm gì ở thời điểm hiện tại? Lời khuyên duy nhất của mình ở thời điểm hiện tại đó là chúng ta hãy ngồi để chúng ta quan sát lại cái mốc 40.000 này. Nếu trong vòng tuần này và trong tuần sau Bitcoin không tuột khỏi mốc 40.000 thì đó sẽ vẫn là cơ hội chúng ta mua vào. Còn nếu trong tuần này và trong tuần sau Bitcoin tụt hẳn xuống dưới mốc 40.000, tức là về mốc 30 mấy ngàn trở xuống, thì sẽ là một cái đà suy giảm tương đối là mạnh của Bitcoin và nó sẽ quay trở lại downtrend, thì đây sẽ là cái điều mà không ai muốn, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận và chúng ta sẽ phải kỳ vọng là những cái gì chúng ta nên làm ở thời điểm hiện tại. Đây là một cái trend để mình có thể kể cho mọi người, nó đang một cái trend giảm, khi nào nó vượt qua được lại khỏi cái trend giảm này thì chúng ta sẽ tin chắc được vào cái đà tăng của Bitcoin hơn đó. Vậy thì nhiều khi chúng ta không nên làm gì là một cái điều cần thiết, và những cái hành động của chúng ta ở thời điểm hiện tại rất là cần phải cẩn trọng đối với loại tài sản và hàng hóa này. Và trên đây là cái nhận định của mình, những cái cập nhật của mình về thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và rất hy vọng những cái thông tin này sẽ đưa đến cho các bạn những cái nhìn mới nhất và những cái nhìn nhanh nhất về thị trường. Và chúc tất cả chúng ta đều giao dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.